Cân điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Đây chính là video clip về cân heo điện tử thực tế mà cân điện tử Giao Phát chuẩn bị giao cho chú Diễn ở Đô Lương, Nghệ An. Và cân heo này có gì đặc biệt? Nó là cân heo chống nước, chống chuột và chốt số. Chốt số có nghĩa là mình bước lên cân, số ổn định, cho dù lúc đó con heo nó có nhún nhảy, có tông lòng, có quẩy đuôi thì số nó sẽ giữ lại, nó khóa đó cho mình ghi, và lúc đó người mua người bán mình sẽ thuận lợi hơn trong việc ghi số. Và điều đặc biệt hơn nữa là cân heo này đã được thiết kế chống nước và chống chuột anh chị ha, cho nên anh chị cứ yên tâm mua về, chúng ta chỉ cần lắp lồng lên là chúng ta có thể sử dụng một cách rất là bình thường và tốt. Và cân điện tử Giao Phát cũng đã có tặng cho chú Diễn 4 cái quai sách ở 4 bên, cho chúng ta dễ dàng chúng ta khiêng cái cân này đi từ vị trí này sang vị trí khác. Và một lần nữa, cân điện tử Giao Phát cảm ơn chú Diễn ở Nghệ An rất là nhiều đã tin tưởng chọn mua dòng cân này của kênh điện tử Giao Phát. Chúc chú nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và chăn nuôi phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.